là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Rất vui được gặp bạn trong video ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ 9 lý do vì sao Korea Shop 24 giờ lại được người tiêu dùng bình chọn là địa chỉ uy tín khi mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Và một trong những sản phẩm đó phải kể đến là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu xanh, hay còn có tên là Kiện Lão Hoàn. Vâng, nói đến tác dụng của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn trong việc phòng và điều trị đột quỵ thì chắc chắn là bạn cũng đã từng được nghe qua rồi đúng không ạ? Và đây là một trong những bài thuốc đã có từ rất lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn là bài thuốc phòng và điều trị đột quỵ cao huyết áp, tim mạch hiệu quả bậc nhất. Chính vì vậy, việc chúng ta quan tâm tiếp theo đó chính là làm thế nào để mua được sản phẩm này chính hãng, chất lượng và giá cả hợp lý. Vì hiện tại trên thị trường thì sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu xanh thật và giả vô cùng lẫn lộn, rất khó phân biệt, và nhất là với những người không có kinh nghiệm thì lại càng khó khăn cho việc lựa chọn được sản phẩm chính hãng. Và với Korea Shop 24 giờ, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc, và trong đó có sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu xanh luôn được đánh giá rất cao của người tiêu dùng suốt nhiều năm qua. Vậy 9 lý do mà Nga nói nghe sau đây chắc chắn sẽ là thông tin để giúp cho bạn có được sự lựa chọn khi cần mua sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn chính hãng. Thứ nhất, Korea Shop 24 giờ chuyên cung cấp các sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc có địa chỉ và website rõ ràng. 2. Cam kết hoàn tiền 100% khi khách hàng phát hiện hàng kém chất lượng. 3. Cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu xảy ra lỗi. 4. Cam kết chỉ bán hàng chính hãng. 5. Cam kết bán hàng đúng giá, niêm yết và cạnh tranh nhất thị trường. 6. Đội ngũ tư vấn viên có trình độ cao, nhiệt tình, thấu hiểu khách hàng. 7. Giao hàng nhanh trên toàn quốc, khi nhận được sản phẩm, khách hàng mới phải thanh toán với người giao hàng. 8. Luôn có chính sách giá tốt nhất khi khách hàng đặt mua với số lượng lớn hoặc trở thành khách hàng thân thiết của Korea Shop 24 giờ. 9. Sử dụng phương thức mua hàng trực tuyến nhanh, mọi lúc, mọi nơi và chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn chỉ có tại Korea Shop 24 giờ. Vâng, đó chính là 9 lý do vì sao mà Korea Shop 24 giờ lại được người tiêu dùng lựa chọn là địa chỉ uy tín khi mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu xanh. Thị trường sản phẩm đang rất là hỗn loạn, và cộng với sự thiếu hiểu biết của khách hàng sẽ khiến cho giá trị của sản phẩm giảm đi rất nhiều. Và đặc điểm của những sản phẩm kém chất lượng thì thường có giá thành rẻ hơn vì họ đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Nhưng khi sử dụng các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì sẽ khiến cho việc chúng ta sử dụng mà không mang lại kết quả, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính sức khỏe của mình. Vì vậy, bạn hãy là người tiêu dùng thông minh khi lựa chọn được cho mình địa chỉ uy tín để mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mình nhé. Korea Shop luôn tận tình phục vụ bạn. Vì vậy, nếu như bạn muốn tư vấn về sức khỏe hay tư vấn về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc, đặc biệt là các sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh, thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua website koreashop24giờ.com mà Nga đã đặt sẵn đường link dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979149256. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.